Công nhận tôi biết cách làm, rất là đẹp, có thể tả nổi cái sự đẹp của sự làm. Sự đẹp của sự làm, sự đẹp của sự làm là sao? Sự đẹp của sự làm là sự làm của đẹp, đẹp vừa đẹp, đẹp ra là à, tôi nó không biết gì chưa, tôi có sáng kiến gì. Chịu. Cái sao là chị nghe được rồi không bỏ cọc được. Không lấy bây giờ không mở tới mày đó. Thì chưa thấy không chưa biết cái gì hết, không biết gì hết, nhưng mà để mà nói rằng là những cái oan đó thì hơi bị sợ. Ở Việt Nam mình hơi bị sợ. Nhưng mà nó ở mình thường đâu có. Không tùy người nữa. Cũng như bên Santa Cruz hoàn mấy ông có cái biệt thự bên Santa Cruz đó. Ở Santa Cruz sẽ biết mà sao lên đó. Có biệt thự đó là không ai vô ở được hết trơn. Ở Lido Sài Gòn cũng có cái đó. Sài Gòn thì nói căn nhà ngay góc Euclid chứ lại đường Euclid cái lại. Ví dụ mình do tiền điện thì nhiều. Dạ. Do tiền điện thì nhiều. Giờ nó giống như hắn cứ nói vậy đó. Ở đây là nhiều người biết giờ chuyện đó rồi, nhưng mà thực tế nhiều người. Ở Santa Cruz cái đó. Của em cũng có phòng đi tên nóng thấy vậy. Trong cái căn nhà đó là thanh vật người chủ là một cái triết lý, hoặc là Phật là một cái triết lý, chứ còn không phải là Phật là một cái quyền năng mà ban bổ. Anh không tin Phật ban bổ được gì cho ai hết. Anh này không tin điều đó, nhưng mà anh vẫn tin là Phật dạy điều lành lãnh dự. Anh vẫn tin nhất là những cái ngồi những cái pháp á, những cái pháp Phật cao siêu mà lý giải mọi điều luôn. Cân cần thực hiện mới được ra lời. Vâng, thời gian xin lỗi.